Chủ tịch Ủy ban quân sự NATO, Đô đốc Rob Bauer ngày 16 tháng 9 thừa nhận yêu cầu vũ khí và đạn dược của Ukraine cũng như mức độ sử dụng chúng của Kiev thực sự lớn vượt quá khả năng sản xuất của liên minh này. Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Na Uy, ông Bauer cho hay mức độ vũ khí và đạn dược mà Ukraine yêu cầu thực sự lớn. Quy mô và số lượng những vũ khí được sử dụng vượt quá khả năng sản xuất của chúng tôi. Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO cũng cho biết các nước thành viên quyết định cung cấp vũ khí và đạn dược cho Ukraine phải suy nghĩ về những rủi ro an ninh của chính mình. Về việc này, ông Bauer kêu gọi các nước NATO giải quyết vấn đề bằng cách tăng cường khả năng sản xuất trong ngành quốc phòng nhanh hơn và hiệu quả hơn. Mới đây, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Oleg Nikolenko cho biết các cuộc thảo luận về việc cung cấp tên lửa ATACMS cho Ukraine đang diễn ra và chính quyền Kiev sẽ sớm nhận được vũ khí này. Hồi tháng 8, ông Apti Alaudinov, chỉ huy đơn vị đặc nhiệm Akhmat, đồng thời là phó chỉ huy quân đoàn số 2 lực lượng dân quân của Cộng hòa Nhân dân Lugansk cho biết, hơn 30% vũ khí được phương Tây cung cấp cho Ukraine đã bị xóa sổ. Đó là chưa kể đến số lượng binh lính giàu kinh nghiệm mà quân đội Ukraine đã tổn thất. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đánh giá các vũ khí phương Tây được cung cấp cho Ukraine không thể hiện tốt như kỳ vọng trên chiến trường, trong khi vũ khí Nga đã chứng minh được tính hiệu quả. Moscow chỉ trích việc phương Tây hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Vào tháng 4 năm 2022, Nga đã gửi công hàm ngoại giao tới tất cả các nước NATO về việc cung cấp vũ khí cho Kiev. Ngoại trưởng Sergei Lavrov cảnh báo bất kỳ đợt vận chuyển nào có chứa vũ khí cho Ukraine đều trở thành mục tiêu hợp pháp của quân đội Nga.